Hello, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh channel của Ghibli và mình là Quốc Trần. Video hôm nay á là một cái video mà Quốc lấy cảm hứng từ cái background. Đây là một cái miếng vải mua ngoài chợ mọi người, thấy nó đẹp và nó không có bị nhũ, không bị bóng lên á, nên nó cũng có thể sử dụng cho background được. Những cái cảm hứng cho công việc của mình á, nó là những cái rất là bình thường xung quanh cuộc sống của mình. Mình có thể lấy những cảm hứng từ đó và mình phát triển ra những cái gì mình làm cũng được luôn, chứ không phải cái sự cảm hứng là cái gì đó mà sâu xa lắm đâu. Thì video hôm nay á, Quốc hy vọng là sẽ có một chút màu xanh lá cây trong đó. Quốc cũng mặc đồ xanh lá cây luôn. Nhưng mà khi mà mình sử dụng màu xanh lá cây quá nhiều thì nó cũng làm cho con mắt mình nó bị màu mè dím vú lắm. Cho nên là mình vẫn sử dụng một xanh lá cây trong cái tông lông chỉ này thôi, và không, nó cũng không là màu chính ha. Và trong cái video này Quốc sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách trang điểm gọi là half cut trees. Thông thường á, cut trees là mình sẽ cắt nguyên cái mắt mình nó dài ra luôn, nhưng mà half cut trees thì nó chỉ cắt 2/3 của mắt mình thôi. Nó sẽ làm cho con mắt mình nó trong sáng hơn, trong long lanh hơn, và trong nó có một chút gì đó nó quyến rũ hơn. Và bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu video nha. Để cho video không được quá dài dòng thì Quốc sẽ sử dụng cái kem dưỡng và kem lót của Catrix luôn, và mình blend này lên mặt luôn cho nó xong một cái bước này đã, rồi mình sẽ đánh nền nha mọi người. Wow, đây là khuôn mặt của Quốc khi mà được đánh dưỡng lót và đồng thời là sử dụng cái che khuyết điểm 6O mọi người, để mình che những cái vùng mà da mình bị tối màu, bị xỉn màu. Mình blend vô đây để cho cái da mình nó đều màu hơn. Mọi người thấy bây giờ cái làn da Quốc giống như là mình bị những cái vùng mà xám đen tối, nó không có còn rõ ràng nữa, nó sẽ đều màu cái da mình hơn. Công nhận cái che khuyết điểm là cái sản phẩm mà sinh ra để cứu rỗi nhân loại mọi người. Để cho những cái khuyết điểm mà mình muốn mà lừa đảo người khác á, thì mình dùng cái che khuyết điểm đó để cho nó mất đi những cái sự ghê gớm của mình. Tiếp theo thì Quốc sẽ sử dụng kem nền của Golden Glow Long Stay này. Đây là một sản phẩm kem nền mà nó độ ẩm vừa phải nè, và cái chất độ che phủ nó cũng vừa đủ, và cái khi mà mình blend á, mình cảm giác nó nhẹ mặt, không có bị nặng mặt, và đồng thời là nó sẽ có không dầu, không có paraben, giữ lâu trôi cả ngày. Một cái lớp nền lì, một cái lớp nền kết thúc là lì, và SPF 15 nữa nha mọi người. Mình không biết màu này là màu số 2, không biết nó vừa da Quốc không, mà Quốc sẽ test thử một phần một xíu coi nó có bị quá sáng so với mặt mình không, rồi mình hãy tán. Ok, nó hơi sáng hơn da mặt cũng chút xíu, nhưng cũng không sao ha. Cái độ sáng hơn không nhiều quá thì cũng không có vấn đề gì. Khi mà bị sáng trắng bóc lên luôn thì mình mới sợ nha mọi người. Mình cho một lớp mỏng nhẹ thôi. Tại vì khi mình đánh những cái bước cho khuyết điểm và kem lót này nọ thì nó đã một phần nó làm cho cái bề mặt da của mình á, nó đã đỡ những khuyết điểm nhiều lắm rồi. Và bây giờ khi mình đánh nền lên mình chỉ đánh nhẹ thôi. Khi mà những cái nền mà nó lì á, thì nó sẽ cho những cái da bị khuyết điểm, nhưng mà giống như Quốc nè, thì lỗ chân lông bị những cái mụn li ti á, thì nó sẽ giảm bớt đi. Còn bạn nào mà da mình đẹp á, da mình đẹp, da mình không có khuyết điểm nhiều thì mình có thể sử dụng những loại căng bóng vô tư ha. Khá ưng luôn á, cái nền này đánh rất khá ưng, nhẹ nhàng vừa phải, không có bị quá nặng mặt, và độ che phủ cũng vừa. Nếu mà bạn nào mà cần cái độ che phủ vừa thôi á thì mình sử dụng cái nền của Golden Glow này nha. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cái bút che khuyết điểm này để mình tạo lớp khối sáng cho mặt mình, để cái mặt mình nó được sáng lên. Mình sẽ kéo nhẹ những cái lớp che khuyết điểm nó trồi lên từ từ thôi. Đó, mình cảm thấy nó vừa trồi lên là mình ngưng liền, đừng cho nó ra nhiều quá, để mình điều khiển được cái lượng khuyết điểm này. Mình sẽ cho nó và mình blend lên trán. Wow. Và mình sẽ dùng cái cục bông mà mọi người, mình blend cái lớp khối sáng này ra để nó nằm ở trên cái da của mình. Quốc có đọc một cái comment trong video trước là đánh nền, khi mà đánh nền bằng cục bông ẩm hay là khô thì sẽ ok hơn, mà tiếng cái comment nó bị ẩn, Quốc không trả lời được. Nếu mà các bạn nào nếu mà cái lớp nền mình khô hoặc da mình khô, hoặc là mình muốn coi cái lớp nền mình ẩm dễ tái hơn á, thì mình sử dụng cục bông nó ướt ha. Còn đánh khô vẫn được không sao, Quốc thường xuyên đánh khô luôn á, chỉ khi nào mà thích lâu buồn đánh ướt thôi. Khi mà đánh ướt á thì cái nền, những cái lớp mà chưa ướt điểm, những lớp nền của mình á, trong nó sẽ mềm hơn, nó sẽ ẩm hơn chút xíu. Phòng trường hợp những cái lớp, những cái kem nền của mình nó quá khô, hoặc là chưa ướt điểm mình nó khô quá đó, thì mình đánh cái bông bằng ướt cũng được ha. Thật ra ướt hay khô thì nó cũng không có thay đổi nhiều lắm đâu.
Ở cái video trước có một bạn comment hỏi Út là tại sao không thấy anh phủ phấn thì không, cái việc không phủ phấn này có ảnh hưởng gì không. Thật ra thì đối với Út nha, lúc mà mình phủ highlight nè, cái phấn highlight cho vùng trung tâm mặt mình á, thì nó đã là phấn rồi đó. Nó là một lớp phấn không màu nằm ở vùng trung tâm mặt mình rồi. Rồi thêm những cái vùng này mà đánh khối nữa thì đối với Út nó cũng đã gần như là một cái lượng phấn nó nằm gần hết cái mặt mình rồi, cho nên là mình không có phủ thêm cũng được, không sao. Còn nếu da các bạn mà mình có cái xương vấn đề mà mình cần giữ lâu trôi hơn, mình cần đi lâu hơn, mình cần một cái lớp nền nó chắc hơn á, thì mình có thể mình phủ phấn thêm á để mình ra ngoài cho nó tự tin hơn. Còn đối với phần phấn khối thì Quốc sử dụng cái khối của Revolution màu nâu vàng này. Mình sẽ blend cho cái xung quanh cái phần mặt mình bằng cái cọt lớn để cho cái lớp nền này Quốc cảm giác nó có vẻ hơi trắng so với mặt Quốc á, cho nên Quốc sẽ làm cho ấm cái lớp nền của mình lại. Mình dùng cọt thật to, mình blend, sau đó mình blend xung quanh mặt mình để cho nó làm ấm cái lớp nền mình lại, nhìn nó sẽ đầm hơn, cho nó vô những chân tóc á, cho nó tự nhiên lại. Mọi người nhớ lấy phấn ít ít thôi nha, để cho cái lớp phấn khối của mình nó mỏng, thiệt mỏng, và nó nằm chung quanh cái mặt của mình. Ok, bây giờ lớp này mình trông có vẻ là nó đầm lại rồi đó, nó dịu dịu, và cái phần sáng của mình á, giữa nó cũng sẽ nhìn nó rõ ràng hơn, nhìn nó bắt sáng, nhìn nó bật hơn. Và mình sẽ dùng cái cọ khác để mình tạo cái đường khối rõ ràng cho mặt mình, tại vì nãy là mình bước làm ấm đúng không, bây giờ mình mới tạo khối má nè, cho cái khối má mình nó rõ ràng hơn, tại vì cái tông trang điểm hôm nay của mình nó cũng khá là đậm đà, cho nên cái phần khối nó cũng phải đậm đà theo. Được không mọi người, mình đánh khối thích ha, làm mặt mình nhìn nó góc cạnh hơn, nhìn nó mềm mại hơn. Đồng thời là khi mọi người làm cái lớp mà khối xung quanh mặt mình á, xong mình blend lên là mình cảm thấy cái khối nó mềm lắm, tại vì nó đã có một cái lớp nâu mờ xung quanh rồi, nên khi mình blend này vô á, cảm giác nó sẽ êm hơn, nó không có bị cùng cục ranh giới. Đối với phần chân mày thì Quốc sử dụng cái keo dán mi, Quốc chải giống như video trước á, và mình sẽ chải cho cái sợi chân mày mình nó được đứng lên, mọi người thấy không, khi mà mình chải nè, mọi người thấy không, ở đây nó sẽ đi theo hướng lên, còn chân mày của mình thì sẽ đi theo hướng ngang. Thì khi mình làm này nó sẽ một phần á, nó giúp cho cái phần xương chân mày của mình nó nâng hơn, con mắt mình nó cao hơn, nhìn nó rộng hơn để mình trang điểm nó dễ hơn. Tiếp tục thì Út sẽ sử dụng cái chì chân mày màu nâu đen, ôi lộn, màu đen xám, sao cứ lộn hai mày này quậy ta, màu đen xám nha mọi người, để mình tạo cái đường khuôn chân mày cho nó ra đường nếp. Mình chỉ cần thiếu á, mình thiếu mấy chỗ này nên mình sẽ vẽ thêm mấy chỗ này vô. Bây giờ sẽ đến phần đánh mắt mà Út biết cái chắc chắn là các bạn rất là thích cái phần đánh mắt đúng không? Bây giờ mình sẽ dùng một cái màu nâu cam để mình tạo một cái đường khối cho mắt mình trước. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cái cọ nó vừa phải và đầu tròn ha, mình chấm vào cái màu nâu của bản Huda Beauty. Đầu tiên thì mọi người, bản này luôn luôn là huyền thoại luôn, mình chấm vào cái màu henna của nó nha. Wow, cho nó cái bột nó dính vô đây. Sau đó mình sẽ blend từ cái cùng hốc mắt mình blend vô để tạo một cái phần khối mắt cho nó đi theo hướng của mình. Cái layout này mọi người sẽ thấy rất là nhiều ở trên Instagram hoặc là Pinterest. Mình tạo một cái lớp mờ này trước để tạo cái đường hướng cho con mắt của mình trước, và sau đó mình muốn tán gì tán nha mọi người, cũng như là mình tạo một cái khuôn á. Nếu mình thiết kế, mình học thiết kế thì mình phải tạo cái khuôn trước, mình thật rạch trước, thì makeup nó cũng vậy, để cho mình dễ dàng mình thao tác hơn. Và mình dùng một cây cọ nhỏ chấm cái màu đó luôn nha, mình sẽ blend dưới vùng mắt dưới này cho nó tạo một cái khối liền mặt với phần ở trên. Mình sẽ tiếp tục dùng màu đó để mình làm cho cái độ sâu của cái đuôi mình nó rõ ràng chút xíu. Mình vẫn nằm màu đó luôn nha mọi người, và nhấn nằm trong khu vực đó để cho nó đậm đà hơn, nó cho rõ ràng cái đuôi của mình hơn. Và tiếp theo để cái đuôi mình đậm đà hơn nữa, mình sẽ dùng cái màu nâu coco. Cái bên này nó là màu nâu đen, màu nâu đẹp lắm mọi người. Cái màu này giống như là cái màu nâu mà nâu thuần, không có đỏ, nó cũng không có cam, mà nó nâu thật sự là nâu luôn. Và mình nhấn một lần nữa trong cái vùng đó để cho cái vùng đuôi mắt mình thật sự là đen luôn. Bởi vì trong cái phần half cutry này á, nó là một cái sự tương phản rất là rõ ràng giữa vùng đuôi và vùng đầu, nên mình phải làm cho vùng đuôi thật là đậm, thì cái vùng đầu và vùng đuôi nó mới nổi bật, nó mới đánh nhau vậy, nó sẽ tạo ra một con mắt thật là thu hút người nhìn. Trang điểm mọi người giống như là nó có một cái sự theo cái cảm giác của cái người làm nhiều lắm.
tâm trạng người đó làm sao, đánh ra y là kiểu ra vậy à. Tâm trạng mà đen tối quá thì mình đánh nó ra cái con mắt nó cũng đen tối, nó cũng buồn bã theo. Tâm trạng của mình nó lâm lanh lấp lánh thì nó lấp lánh theo vậy đó. Để bắt đầu cho việc kết ri thì mình cần một cây cọ tém đầu tròn nha mọi người nhớ đầu tròn nha. Đầu nó phải tròn như vậy thì lúc mà mình tán, lúc mà mình blend á, nó mới ôm theo cái đường kết của mình. Và cái khuyết điểm màu sáng, mọi người nhớ màu sáng đừng lựa màu da nha. Sáng thì nó mới bật lên cái vùng kết ri của mình được. Bây giờ mình sử dụng này mình chấm vô. Và mình nhớ chấm nhiều nhiều xíu ha, tại vì mình cần nó che đè lên cái kem nền của mình nữa. Nó cần đẩy những cái lớp che khuyết điểm của nền này nó có trên mắt mình đi á, thì mình phải cần cái độ nhiều hơn xíu để lúc mình đặt lên là nó sẽ che phủ liền. Mình sẽ đặt cho nó tròn vô. Mình kéo theo cái vùng bầu mắt của mình. Mọi người kết làm sao mà đến lúc mà mở mắt ra thì cái đường kết á, nó nằm ngoài cái vùng mí của mình và nó nhích hơn khoảng 1mm đến 2mm thì nó mới làm con mắt mình nó to và nó rõ cái đường kết ra được. Đây mình đã có hai đường kết này mọi người thấy không? Nó vẫn phải là một đường ôm tròn theo con mắt của mình nha. Ôm thế này luôn chứ phải là ngang bằng ra, đồng thời nó cũng phải mở lúc mình mở ra nè. Đó, lúc mình nhìn look at you now, look at me là con mắt mình nó vẫn phải lộ cái đường kết ra chứ phải là mở ra sao nó mất tiêu luôn thì nó không còn là kết ri nữa. Nó không tạo ra cái crease khi mình mở mắt ra thì nó giống như là cái kiểu mà nó nốt màu trắng ở đây không mà nó khác nha mọi người, phải là cái màu trắng này lúc mình mở ra nó phải dư thừa chút xíu thì nó mới gọi là cut screen. Và bây giờ đối với phần cut screen này thì Quốc sẽ sử dụng cái phấn bột nhũ này, mình cho cái vùng này nó sáng thẳng sáng lên luôn, mình chấm vào đó cho cái phần cut screen mình nó thật sự là hiện rõ ràng ra luôn. Và mình cần một dùng một cái cọ ha, mình chấm vào những vùng đó. Mọi người thấy thêm kim tuyến là cũng được ha mọi người, tùy ý mình. Nếu mình muốn mà cái hạt nó thật sự là rõ ràng nhiều luôn á thì mình thêm kim tuyến vô. Còn nếu Quốc chỉ muốn cho nó bóng lên thôi nên Quốc không có dùng kim tuyến trong đây. Wow, khá là lòng lượng và bóng mướt ha mọi người đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ cho một chút xíu màu xanh lá cây vô để con mắt mình nó được match với cái áo và cái phong của mình. Quốc sử dụng màu xanh lá cây cho mảng Selfie Star này ha, để mình xanh hơi sao sáo ha. Tiếp theo Quốc sử dụng cái màu xanh lá cây trong cái bản UVS này, màu bản khá là cũ rồi. Mà mình sẽ dùng cái này để mình đánh vô viền mắt dưới cho con mắt mình nhìn nó có một sự xanh xanh, tím tím, hồng hồng hơn. Mình sử dụng cái cọ nhỏ xíu ha, mình blend vào cái vùng sát mí này để cho con mắt mình, cái vùng mí mình nó được màu xanh hơn. Cái màu xanh này nó cũng không có bị quá chói cho nên khi mình blend lên á, nó vẫn tạo một cái sự đậm đà cho cái vùng mí dưới của mình. Bây giờ đối với vùng mắt nước thì Quốc sẽ sử dụng cái gel liner của Inkblot này để mình vẽ một cái đường liner nó sắc sảo và nó đi theo hướng của mắt để giờ mình đánh. Và Quốc sẽ dùng cái cọ xíu mà mình chấm vô để mình blend vô. Bởi vì cái trend bây giờ là mắt nước mình vẽ nhưng mà nó vẫn không có ngâm quá sắc. Khi mà mình vẽ bằng cái gel xong thì mình sẽ dùng một cái chút bột ha, mình blend xung quanh cái liner này để cho nó được mềm mại ra, nhìn nó sắc nhưng mà nó không có bị cứng cái phần viền thì cái mặt mình nó sẽ đỡ bị cái đường nó đỡ bị khô hơn. Và bây giờ Quốc sẽ gắn lông mi và quay lại nha nha. Đây là Quốc đã hoàn thành xong cái phần lông mi rồi nè mọi người. Bây giờ Quốc sẽ chuốt mascara cho cái mi dưới của mình á, nó được rõ ràng hơn để con mắt mình trong xòe hơn ha. Wow, mascara công nhận là một cái sản phẩm mà góp phần không nhỏ vào cái việc lừa đảo, lừa tịnh mọi người. Nó sẽ cho cái phần mi dưới của mình đó, nó xòe ra. Ở trên xòe, ở dưới xòe thì con mắt mình nó sẽ tròn, to tròn ra. Đối với phần má hồng thì Quốc sử dụng cái má hồng mã M7. Nó là một tông cam mà cam nghiêng hồng á, để mình blend cái má hồng cho nó tươi tắn cái mặt mình lên. Đối với phần bắt sáng thì mình cũng sử dụng cái phấn bột của Revolution luôn. Và mình sẽ blend cho cái phần highlight nó nhiều lên. Tại vì cho mình đã đánh cái này nó rất là đậm đà rồi, cho nên những phần highlight nó cũng phải đậm đà theo. Nhưng mà cũng ở một mức độ vừa đủ thôi nha mọi người, đừng làm lố quá. Nhìn cái mặt mình nó sẽ bị cứng lắm. Vừa đủ thôi, cái nào cũng vừa phải phải thôi, là cho nó vừa đủ đẹp là được rồi. Wow. Đối với phần son thì Quốc sẽ sử dụng cái son 118 này, nó là tông
cam đất, cam nâu để mình cho cái phùng môi mình nó được wow. Và mình sẽ dùng cái hạt kim sa hộp lựu này nè mọi người, để mình gắn vào con mắt mình cho nó nhìn nó long lanh hơn. Cũng có một cái hạt kia ở ngoài chợ Sở Kinh Lâm mọi người, nhưng mà cái hạt nó chiếu lắm mà tìm mà không ra, thôi gắn đỡ hộp này. Này là hộp nhựa thôi, còn hộp cái bằng đá thì cái nó chiếu lấp lánh lắm. Ok, mình sẽ cho thêm hai hạt ở dưới nữa ha, để nhìn con mắt mình nó đẫm lệ hơn. Mình sẽ không gắn thẳng, mình gắn nghiêng nghiêng chỗ lạ ha, thì mình gắn thẳng vào cũng chán quá rồi. Mình thôi để xíu cho nó nghiêng nghiêng. Thì cho trang điểm nó nghiêng 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 nó hợp với nhau á, không sao đâu mọi người. Mình cứ làm cho nó. Khác xíu. Cuối cùng là mình sẽ thêm một chút xíu son bóng để cho cái môi mình nhìn nó ướt át hơn. Ít thôi nha. Mình sẽ xịt thêm một miếng giữ nền để cho cái lớp nền của mình nó nhìn nó mướt hơn, nó ăn vào cái da mình hơn. Hy vọng cái video này sẽ giúp cho mọi người có thêm một chút xíu cái kiến thức về cái cách cursory, cái cách mà cắt con mắt mình để con mắt mình nhìn nó sâu sắc hơn, nhìn nó mượt mà, nhìn nó cái kiểu mà nó cuốn hút hơn á. Thật ra mà nói mọi người, mỗi lần mà Quốc quay thì Quốc có rất là nhiều suy nghĩ trong đầu luôn, không biết mình phải làm gì, không biết mình phải làm đậm hay làm nhạt hay là làm cái gì cho nó để mọi người thích. Nên nếu mà mọi người có bất kỳ cái ý kiến nào hay là mọi người thích gì, mọi người nhớ comment xuống cho Quốc đọc nha. Tại vì Quốc sẽ đọc từ những comment đó và Quốc sẽ lấy cảm hứng luôn từ những cái comment của mọi người đó, để mọi người hãy nói cho Quốc biết là mọi người muốn gì để Quốc sẽ làm nha mọi người. Video đến đây là hết rồi, hẹn gặp mọi người tiếp theo nha. Bye bye.